39 người Việt Nam đã tự nạn trên đường họ cố gắng để đi tìm tới nước Anh này, thì đây là một điều rất là đau buồn. Và đây là một cái biến cố vô cùng đau thương, không riêng gì cho cộng đoàn Việt Nam mà cho tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới, cả trong nước và nước ngoài. Đau thương vì những người đã chết mà chết trong một cái hoàn cảnh thật không thể nào mà ngờ ra là có thể chết như thế được. Và tất cả cái cộng đồng, cả người Tây Phương ở tại đây họ không thể nào hiểu nổi rằng tại sao lại phải chết một cách đau đớn đến như thế. Cái nỗi đau nó quá lớn như vậy, và cái nỗi đau đó đã được chia sẻ bởi Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục của địa phận Westminster tại London. Ngài đã gọi điện thoại, ngài chia buồn rất là sâu nặng đến với tất cả các nạn nhân và qua cộng đồng Việt Nam để nói với các gia đình ở tại Việt Nam. Và rồi ngài cũng đã cử Đức Giám mục phụ tá là Nicholas Hudson để đến đây ngày hôm nay để dâng thánh lễ đặc biệt để tưởng nhớ đến tất cả các nạn nhân, cầu nguyện cho họ dù họ là công giáo hay không công giáo, qua đó chia sẻ với các gia đình đang ở Việt Nam là thân nhân của những người này. Tôi đến đây để dâng thánh lễ để cầu nguyện cho sự chia sẻ của các linh hồn này. Và khi chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang thương tiếc các nạn nhân này. Và chúng ta chia sẻ với tất cả những người là có thân nhân trong cái nỗ lực của cộng đoàn Việt Nam ở tại đây trước hết là cái bước đầu tiên là giúp cho sở cảnh sát để nhận dạng các thi thể sớm chừng nào hay chừng đấy, bởi vì mất con mất cái là đã đau đớn rồi mà cứ phải chờ đợi như thế này càng rất là xót ruột. Thì thôi một lần đối diện với sự thật, một lần đối diện với cái đau thương này, rồi sau đó cho tất cả người thân được yên nghỉ, rồi thời gian cũng có thể làm xoa dịu được những đau đớn. Thế nhưng bây giờ họ ngồi trong một cái tình trạng rất là đau khổ như vậy, và chúng tôi rất là hiểu và làm hết mọi cách. Và cái mà chúng tôi cần muốn nói với cộng đồng các gia đình nạn nhân là chúng ta phải hành động chung, đừng có bao giờ rời rạc để rồi là có người này làm thế này, người kia làm thế kia, nó không có đồng loạt, rồi nghe những cái tin này tin kia làm cho cái tình trạng nó sẽ rối hơn và cái sự kéo dài của cái vấn đề mà để khám nghiệm tử thi nó sẽ phức tạp hơn. Nên là chúng tôi đã kêu gọi dù công giáo hay không giáo, chúng ta hãy về một mối để làm sao đó để chúng ta cung cấp thông tin cho cảnh sát là thống nhất với nhau, đó là như thế, để rồi chúng ta sớm chừng nào hay chừng đấy. Đó là cái việc đầu tiên cộng đoàn Việt Nam có thể làm được, là sớm chừng nào hay chừng đấy là nhận dạng được các thi thể và trả các thi thể về lại cho các gia đình, bởi vì cái nỗi đau của họ quá lớn rồi. Nói chung là những ngày chủ nhật ấy, thường thường là chúng tôi vẫn đến đây để đi lễ vì chúng tôi là người công giáo mà. Còn hôm mấy ngày hôm nay ấy là nghe tin thấy 39 người Việt Nam mình bị lạn trong cái container ấy, cho nên là mấy tuần cuối tuần này là hầu như là bà con đều đến đây để đi lễ và cầu xin cho họ cả. Đó. Nói chung là chúng tôi là người công giáo, thì tuần nào thì chúng tôi cũng đến nhà thờ để kinh cầu nguyện. Nhưng có mấy trong cái tháng này là cái tháng lễ các thánh, cả hồn các thánh, càng là những ngày lễ trọng, cho nên tất cả gia đình công giáo chúng tôi đều ở đây mà cũng được nghe tin 39 người Việt Nam đã ra đi sang đất Anh Quốc nhưng bị chết trong cái container. Thật là một sự đau xót cho tất cả những con người Việt Nam và toàn thế giới này, là chúng ta là con người Việt Nam đều đau xót cả. Chúng tôi thì cũng như mọi như ông đây rồi các bác đây, cũng hàng tuần chúng tôi đến đây để tập trung để cầu nguyện. À, đi lễ để cầu nguyện cho bản thân chúng tôi, gia đình chúng tôi rồi tất cả mọi người trên thế giới này được bình an. Nhưng mà nghe tin được 39 người vừa xong xảy ra cái tai nạn, cái biến cố mà trong cái container đấy chết, không biết là có phải là 39 người của Việt Nam hay không, nhưng mà trước mắt là hiện giờ là đã có người Việt Nam đấy, là chúng tôi thành thực là cũng chia buồn với những nạn nhân đấy và vẫn gửi lời để chia buồn với thân nhân họ Việt Nam. Mà chúng tôi cũng ngày hầu như thường thường là bao nhiêu ngày nay là hầu như chúng tôi cũng vẫn đọc kinh cầu nguyện để cầu siêu cho những linh hồn ấy được về nơi Đức Chúa. Như bình thường thì chủ nhật thì vẫn đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, nhưng mà đặc biệt hôm nay như cha Thắng đã thông báo thì là cha có cái buổi lễ cầu nguyện đặc biệt riêng cho 39 nạn nhân xấu số vừa mới những thông tin vừa qua. Tôi thì tuần nào chủ nhật tôi cũng đến tham dự ở tại nhà thờ Việt Nam đây. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là có Đức Tổng Giám mục của địa phận ở đây về cùng hợp ý cùng nguyện với cộng đoàn cho 39 nạn nhân đã tử nạn vừa qua. Cái ngày hôm nay tôi đến đây tham dự thánh lễ để cùng chia sẻ cái niềm thương tiếc cũng như là bày tỏ cái nỗi đau cho những cái người thân đang ở tại Việt Nam.
Thế thì với cá nhân của các bác ấy, cũng như là gia đình và bè bạn hay cộng đồng khi mà nghe cái tin này thì mọi người cảm nhận như thế nào? À, trước khi mà nghe cái tin này thì cả gia đình rồi con cái rồi tất cả những người Việt Nam mà nhất là cá nhân tôi cũng thế, thấy các cháu chung nó biết ngay thì nó thông báo là thấy rất là buồn mà cũng thương cho những cái số phận và con người của Việt Nam mình, mà nhất là Đà Nghệ An và Hà Tĩnh là những nơi mà trước đây tôi cũng đã về và tôi đã vào đấy thăm nhiều rồi. Đấy, nhìn thấy các cảnh các con các cháu ra đi để kiếm ăn rồi lại là cái nơi gọi là miền Trung gọi là bão lụt rồi những hoàn cảnh như thế, cho nên là trong cái đợt 39 người này là đa số là ở hai cái miền này. Từ những cái mà đau thương này của họ thì cũng gần như là giống như là cái đau thương của gia đình chúng tôi ở bên này thôi, chứ cảm thấy cũng rất là buồn và thương cho họ. Đấy, mà qua những phóng sự này xin gửi lời chia buồn cùng với tất cả các ông các bà anh chị em có những người thân mất mát. Và nói chung là chúng tôi vừa nghe được tin đấy, trong 39 người Việt Nam mình mà tuổi đời rất trẻ mà chết trong cái container đông lạnh ấy, mà cũng như ông vừa nói ở đây là toàn người miền Trung là đa số, trước mắt là chúng ta chưa biết chính xác, nhưng hiện nay là người ta phỏng vấn mà theo xem tin tức thời sự của Việt Nam đấy là cũng nói lên toàn những người miền Trung là những người ra đi trong cái chuyến này là nhiều đa số, nhưng mà chính xác là London lại cũng chưa đưa chính xác là người Việt Nam cả, nhưng nghe nguồn tin thì hình như chúng tôi cũng nghe đến 89% là người Việt Nam rồi, cũng thực sự là một sự đau buồn cho con người Việt Nam của chúng ta. Không may cái số phận những đứa các cháu nó còn trẻ tuổi như thế mà nó chết trong cái ô tô này thật là buồn. Thì cũng như qua cái lời phỏng vấn của BBC tiếng Việt này, chúng tôi cũng xin gửi lời nhắn đến tất cả gia đình những con người bị tử nạn trong cái xe này, thật là một sự đau buồn, và chúng tôi cũng lấy lòng thương xót và cũng xin cầu nguyện cho các cháu và 39 người trong linh hồn này được chóng về nơi Thiên Chúa, được an nghỉ, được tốt đẹp. Tôi thì tôi cảm thấy tôi rất là may mắn vì tôi đã có mặt ở đây ngày hôm nay, và cảm thấy thật là đau thương và rất là buồn khi mà mình nghe tin là 39 người đó đã mất trên cái đường mà đi vào một cái đất nước tự do như Anh Quốc như thế này. Thì theo tôi nghĩ thì họ ra đi không phải là vì miếng cơm manh áo hay là đó cũng là một lý do thôi, nhưng mà lý do lớn nhất là họ được đến một cái đất nước tự do, họ được có quyền con người, có tiếng nói và họ được hưởng tất cả mọi thứ ở cái đất nước này. Đó là cái lý do mà họ đánh đổi đến đây. Và như tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng suy nghĩ là đến đây chỉ vì đồng tiền manh áo, nhưng thực sự là tôi cảm thấy là bây giờ tôi may mắn hơn thế nữa vì tôi được hưởng rất nhiều quyền lợi khi tôi được ở đây. Và tôi thấy là cái sự đánh đổi của họ rất là quý giá. Nên là hôm nay tôi đến đây là tôi muốn xin lễ cầu nguyện cho những linh hồn xấu số đó đã không may và không được đến cái ước mơ của họ. Thì tôi thật sự là tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và muốn là mọi người hãy tiếp tục động viên những gia đình đó, tại vì người ra đi thì không thể nào đau đớn bằng những người ở lại được. Nên là tôi không biết làm gì hơn là chỉ đến nhà thờ và xin lễ đọc kinh cầu nguyện, cầu mong họ được về với nhan thánh Chúa thôi ạ. Giờ như bản thân tôi đây cũng là một người đi cùng trong những cái chuyến đi cùng giống như cái chuyến của 39 người, cùng là xe đông lạnh. Nhưng mà tôi may mắn hơn được cái là tôi không nằm vào cái trường hợp là bị chết ở trên xe đó, mà cái trường hợp của tôi thì cũng là đi xem xe có làm mát, có làm lạnh, nhưng mà không phải là đông lạnh, vì cái số người đó là cùng trong cái chết của 39 người đó thì nó có nhiều cái, như hai cái nguyên nhân là một là bị nghẹt thở, thứ hai là khi mà họ bị nghẹt thở, họ bị mất thì họ lại tăng cái số là để lấy họ bị đông lạnh ở trong đó, là một cái thiệt hại. Thì qua một cái buổi cầu nguyện hôm nay thì tôi cùng hợp ở với cùng nguyện để cho 39 nạn nhân, và cũng xin chia sẻ lời chia buồn với các gia đình của những nạn nhân và mong các nạn nhân sớm được để đưa về đất nước để an táng. Qua cái sự kiện này đấy thì không biết là các bác có một cái lời khuyên gì không, chia sẻ gì không với đồng bào ở bên nhà? Thì qua những cái vừa rồi cái biến cố nó vừa xảy ra 39 người này thì tôi thật chúng tôi cũng sang đây cũng ba mấy năm rồi, cũng khuyên mọi người là bây giờ đất nước mình cũng phát triển rồi, hãy lên dừng lại cái cuộc đi vì ở đâu cũng phải kiếm ăn thôi, vì sang đây giấy tờ rất là khó khăn. Thật sự tôi thành thật khuyên tất cả những người mà còn trẻ đấy, mình ở đất nước mình giờ đang phát triển, hãy ở lại mình làm ăn ở quê nhà còn gì hơn, còn đi đổi với cái giá như này là rất là khổ sở. Mà nhìn thấy cái hoàn cảnh các cháu toàn trẻ 18, 19, 20, hai mấy đến ba mấy tuổi, tuổi đời vẫn còn quá trẻ, ở Việt Nam bây giờ đâu có khổ đâu, sung sướng lắm thôi. Còn sang đây không phải là cứ nhặt được tiền đâu, đổi cái giá mà rất nhất là mọi người sang đây không giấy tờ thì công an việc làm không xin được dễ dàng đâu. Đấy là tôi có lời khuyên chân thành đến là mọi người ăn còn ở quê nhà, có ý định đi là đừng nên đi nữa, chấm dứt lại cái tình trạng này đi, ở nhà quê nhà để lo cuộc sống tương lai sau này thôi.